nuôi có mẹ là hiệu trưởng, bạn có thể thấy siêu quyền lực. Có thể bạn nghĩ sống như thế này sẽ tuyệt vời lắm, nhưng nó có thật sự như vậy? Cùng tìm hiểu thông qua anh bạn Tony của chúng mình nha. Các thầy cô đang báo cáo với hiệu trưởng mới. Không ai biết rằng cô Annie sẽ bị thay thế. Vậy đây là ai? Ồ, cô Annie đến rồi. Và đây là Tony. Cú ngoặt bất ngờ. Con trai của cô Annie là học sinh mới tại trường trung học Trơm Trơm. Và các thầy cô đã báo cáo sai hiệu trưởng mất tiêu rồi. Giờ đã rõ ai mới là sếp lớn ở trong trường này. Tony quá được nuông chiều rồi. Và bạn học của cậu chàng chẳng có giây phút nào yên ổn. Nhưng không ai có thể làm được gì cả. Bởi ai mà muốn có kết cục ở văn phòng hiệu trưởng chứ? Thầy Chuy đang dạy gì vậy ta? Thiếu động lực học hả? Tony có thể cho chúng ta một ví dụ. Chuẩn bị cất cánh. Tất cả hệ thống sẵn sàng. Không, hành động này là không thể tha thứ. Nhưng đây lại là con trai của hiệu trưởng. Nhưng ít ra Tony đã thể hiện chút hiểu biết về khí động lực học. Thế nên cô cậu hôm nay sẽ không bị phạt. Tony chìm đóng vào hip hop 5 phút trước. Và có vẻ cậu ta đang xem một video âm nhạc hit. Thầy Martin không quen bị mất lời. Thầy là giáo viên văn học đỉnh nhất của trường này mà. Nhưng Tony phá vỡ mọi luật lệ. Thầy Martin ơi, thầy sẽ phải nghĩ ra cách khác để thu hút sự chú ý của Tony. Thầy không muốn tạo rắc rối đúng không ạ? Thầy hãy thử dạy chủ đề này theo cách mà bọn nhóc thích đi. Thầy có thể hơi hoang mang lúc đầu, nhưng thầy đang làm rất tốt đó. Thầy Joey không chỉ dạy môn vật lý, thầy cũng giỏi ở mảng thực vật học. Và thông thường, lớp thầy cực đông học sinh. Nhưng hôm nay lại thiếu vài bạn. Những cô cậu đi trễ đây rồi. Đã 10 phút rồi đó. Và Tony đây. Văn phòng hiệu trưởng, ngay. Nhường phụ nữ đi trước á. Ok, quý ngài. Tony chả lo lắng chút nào về việc gặp mẹ mình. Nhưng dễ thấy Lola tội nghiệp đang gặp rắc rối. Tony đến được của cậu. Đúng như dự đoán, Tony đang tận dụng quyền con ông cháu cha. Thầy Nick đang kiểm tra giấy tờ trong hành lang. Phạm lỗi to, bởi con trai của hiệu trưởng vừa làm bể điện thoại. Tony sẽ gọi người phân xử để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra ở đây. Dĩ nhiên thầy không muốn bị mất việc, nên thầy sẽ phải bồi thường tổn thất tinh thần cho Tony. Thử làm tài xế xe riêng cho cậu nhóc xem sao. Đi nào thầy Nick, đưa em tới lớp. Chào mừng đến với lớp học IT. Trong khi tất cả các học sinh đang học về máy tính, Tony lại đang chiến đấu giành thống trị. Cậu ta chẳng quan tâm ai nhìn mình. Sao một người có thể bất lịch sự đến như vậy? Này, tập trung vào, thầy chú ý kìa. Không, Tony chẳng đang chú ý đến điều gì cả. Tất cả những điều cậu ta cần là người chơi số 2. Martin Woods, các cô gái trong trường tôn thờ khoảng đất nơi anh chàng bước qua. Hoặc là đã từng thôi đến khi Tony xuất hiện. Mặc cho Quentin là chàng trai nổi tiếng nhất trường, thì có mặt Tony, thậm chí chẳng ai thèm để ý tới cậu. Ngay cả chuông báo cũng không phải lý do để họ ngừng để mắt đến Tony. Nhưng thầy Chuy không đồng tin. Hay là có ta? Ai quan tâm đến giờ vô lớp chứ? Tony ăn trưa cái đã. Xin lỗi thầy Rudy, Tony không thích môn của thầy. Không quan trọng nó là môn gì. Chết rồi. Thầy thật sự sẽ chỉ cho qua chuyện này ư? Ăn chiếc bánh sandwich khô khan sẽ khó đấy. Đây, uống chút trà đi. Nó sẽ dễ nuốt hơn. Không để điện thoại ra ngoài trong lúc kiểm tra. Trợ thủ đắc lực nhất cho kỳ thi này nên là bộ não của các em. Nhưng nếu em là con trai hiệu trưởng, chúng ta có thể có ngoại lệ. Gần hết các đáp án đã được chép xong rồi, nhưng pin của Tony đã phụ lòng cậu. Có thể thầy Chuy sẽ cho cậu mượn dây sạc. Giờ Tony có thể hoàn thành bài của mình rồi.
Đúng vậy, thầy Truy, thầy chắc chắn sẽ nhận danh hiệu thầy giáo của năm. Vật lý thật amazing, nhưng Tony lại chẳng hề để tâm. Vật lý gì chứ? Nhưng mọi chuyện sắp thay đổi rồi nha. Và thay đổi hoàn toàn đấy. Mẹ của Tony có thông tin quan trọng. Cô quyết định sẽ đi nghỉ dưỡng. Nên tạm thời thầy David sẽ là hiệu trưởng của chúng ta. Điều này đồng nghĩa với một việc, Tony đã mất đi sự bảo vệ duy nhất. Có nghĩa là cậu ta sẽ phải cư xử thật phép tắc, chứ không chỉ làm những điều mà mình muốn. Có vẻ Tony, triều đại khủng bố của em đã chấm dứt rồi. Bước lên bảng nào. Trong quá khứ, Tony cho thấy rằng cậu ta thích thí nghiệm. Thầy Truy chắc có lẽ nhớ đến chiếc máy bay ngày nào. Có nghĩa là đối tượng tiếp theo của ta sẽ là học sinh phiền toái, hỗn xược nhất. Tony, mẹ của bé đâu khi bé cần mẹ nhất hả? Chà, một chút ở đây. Đó là sức mạnh của lực ma sát. Tĩnh điện thật đáng kinh ngạc. Chỉ cần đừng làm quá lớn. Nhưng tiểu Edison của chúng tôi đối phó được. Giờ em có thể ngồi xuống thôi nhé. Thầy Martin đang tổ chức thử vai cho buổi biểu diễn của trường. Để xem Tony sẽ xoay sở thế nào khi không có mẹ. Muốn thử hóa trang không nào? Tony, cho chúng mình thấy cậu có gì. Juliet của cậu đây, Romeo. Môi ơi, hãy nhận nụ hôn cuối của nàng. Nhưng hôn độc dược thay vì đôi môi. Uống đi Juliet. Đó, thật sáng tạo. Và thuốc độc là tinh dầu dưỡng tóc. Giờ Juliet chẳng thèm cậu nữa. Ừ thì trình diễn bùng nổ quá ha. Tony lại đến lớp trễ. Giờ chẳng ai có thể cứu cậu chàng. Cậu phải đến gặp hiệu trưởng lâm thời. Và thầy sẽ không thông cảm cho Tony đâu. Cái này Tony hiểu chứ bộ. Sự sức sượt của cậu đã hoàn toàn biến mất. Thầy David là người rất nghiêm túc. Và thầy đã trách mắng Tony rất nặng. Không thích à? Bắt đầu chú ý đến thời gian để không đi trễ nữa nghe chưa? Giờ em sẽ đến lớp kịp giờ. Thầy Dick lại đi giám sát. Còn Tony thì lang thang dọc hành lang trong giờ lên lớp. Em đang vi phạm quy định đó. Và bài luận của em thật kinh khủng. Mẹ giờ chẳng thể cứu được em đâu bé ơi. Tony chẳng rút ra được bài học cho mình. Cô cậu đã quay lại với các trò đùa nghịch cũ. Giờ game thay vì chú ý lắng nghe. Giờ sẽ không ai bảo bọc em nữa, chàng trai trẻ à. Thầy Truy sẽ không đùa với cậu đâu. Game over. Thầy sẽ là trùm cuối đó. Không chơi bời gì nữa. Để xem cách em đối phó dãy nhị phân này mà không có máy tính ra sao. Em có 15 phút để giải nó. Quên luôn việc ăn vặt nha Tony. Không có cô Annie thì sẽ không có quyền tự do. Và thầy Rudy cũng sẽ không đưa cậu trà đâu. Ngược lại, thầy sẽ tịch thu bữa trưa của cậu. Cậu sẽ phải nạp kiến thức cho thầy đã. Tony tội nghiệp phải chật vật lắm. Cậu chẳng cần biết khi nào mẹ cậu sẽ quay về. Tony yêu cầu mẹ nói với người thay thế đừng suy tính âm mưu đen tối nữa. Wow, cậu ta tự tin ghê đó. Mọi chuyện chắc sẽ quay về vị trí thường ngày. Bởi vì thầy David vừa nhận một cuộc gọi. Tony sắp quay trở về làm bá vương học đường lần nữa sao? Cuộc sống luôn có cách của mình. Xin lỗi Tony, mẹ cậu sẽ không quay lại làm việc đâu. Đôi khi người duy nhất bạn có thể dựa dẫm vào là chính bản thân mình. Tony đã phụ thuộc vào người mẹ làm hiệu trưởng của mình. Và làm bất cứ việc gì mình muốn mà không phải nhận hậu quả. Bạn nghĩ giờ điều gì sẽ xảy ra với Tony? Cho chúng mình biết quan điểm của bạn ở phần bình luận bên dưới nha. Và đừng quên like video này
đăng ký kênh của tụi mình để không bao giờ bỏ lỡ video mới nào từ Trum Trum Trick.